Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh gia đình của mình. Hôm nay sinh nhật mình, sinh nhật các tường gồm có là gà rán, cái chính giữa là hồ lô nha các bạn, đây là dồ sụn, chỉ trái cây là gồm có khóm, xoài, đu đủ, đây xúc xích này, chả này, chả lụa, chả mỡ, nem, cái đây là để ăn với bún đậu mắm tôm nha các bạn, còn cái đây là lẩu nè. Đây gồm có cá bông lau, tôm và mực nha các bạn. Đây có bánh mì nữa, bánh mì quậy một chút. Rồi bây giờ happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Cát Tường. Con không chúc mừng hả? Nhưng mà cái tường thổi nến hay không? Rồi mời mọi người ăn. Ăn đi. Ăn đi con. Ngon. Chấm. Chấm theo cái mùi. Đây mấy chén kia của hai. Kệ. Ôi đâu vậy? Ngồi vô đây con, ăn đây. Đẻo hai. Hai đẻo không? Nó què đâu, mình tới tạm đi. Nhà này thì có không ai quen gì đó. Ở đâu? Nhà này chỉ có đó. Ở đây nó đang sống nhà. Đi buồn thì có. Nhà là chỉ có. Đi buồn thì có. Swim, swim. Xin như cái phương này, để cho cái phương cũng còn này. Đại gia dạ. Nè, xin nhờ cái tên ba cháu của mình vào. Đã đi bán nhiều sáng chưa? Đưa bị nhiều lắm, cửa bị đi. Dạ, dạ. 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 Đây xin nhật cái tường mẹ tổ chức cho rồi. Đây lì xì thêm trăm giống như chị hai á nha, không không bình nha. Rồi đây à, quá giỏi tình gái nha. Rồi con mời nha, đã một tuổi rồi không chịu nữa. Rồi con ăn đi, mặc vô ăn nhiều vô nha. Má đứa con ăn cho cái tường nó ra tiền kìa. Để nó để nó ngồi lên nhìn thèm chút được mà. À, thèm chút được để tính ngồi thoải mái chưa nha. Màu đỏ đỏ. Dọn gì chứ? Mình là người dụ mình trà lớp mà. Ngon không con? Dạ ngon lắm. Con đang ăn món gì đó? Dạ phô mai. Mẹ cái này hình như ngủ ở đây. Nó bị ngủ. Ngọc ăn mạnh lên. Ngọc đang ăn gì đó? Ăn gà đấy. Con Bảo Việt ăn gì nè? Ăn gì đó? Đâu ông tự lên đó. Nếu là anh em trong hội đó muốn tiền lại cho một người 500 chào bạn triệu, chào các bạn đấy. Lấy số tiền đó. Chào em, chào em. Chào các bạn. Chào các bạn mau hay mang quá. Chào các bạn kìa. Chào các bạn, mau lên. Không ăn không có luôn. Cái đường hóa. Chào các bạn. Mình đang ăn sinh nhật nha.
anh 500 là để 200 tay 100 triệu là bố là 8 triệu cái vợ con là nhiều bỏ rồi anh con em mạnh đấy ạ anh sinh nhật các con đệ hoàn chén không nhôm cho các bạn nghe ai ăn bún không em bún không em bún đậm mắm tôm á chấm mắm này bún đậm sao bữa thích mà giờ nhiều quá quá giờ nhiều quá cái này ngon hơn nếu các bạn thấy thì quên nhấn like share subscribe nhấn vào cái chuông đồng cái này luôn như của nó là mấy con đó là nó ăn nghề nó uống nghề nó xài hết tiền của mình bye bye mọi người bye. Anh biết gì vậy ta? Rồi bye bye, đúng rồi, mua lên đi. Rồi, cái con ăn mạnh vô, xu hồi xích vô ăn nhé. Mạnh hơn, ăn mạnh vô. Quay khéo.